bơi ra bơi đấy. Cuối cùng mới bắt chính con đầu tiên nha các bạn. Chào các bạn đến với kênh của mình. Thì các bạn có thấy cái chỗ này quen thuộc không? Đây chính là cái khu vực mà hôm trước tụi mình làm clip cắm trại sinh tồn nè. Thì mới tối chuẩn bị ngủ thôi, bạn cô Tí có gọi điện cho mình, nói là cái cánh đồng này người ta chuẩn bị cắt lúa, cho nên là kêu sáng hôm nay mấy anh em mình qua đây bắt chuột nè. Cái thời điểm cắt lúa là cái lúc thích hợp để mấy anh em bắt chuột các bạn. Tại vì lúc đó mấy con chuột nó sẽ trốn trong lúa, rồi máy cắt nó sẽ chạy ra. Mấy con nào mà mình chụp không được á thì nó sẽ chạy vô hang, mình chỉ cần lấy len đào cái hang là bắt được nó. Hồi nhỏ anh cũng hay đi bắt như này hoài nè, mà lớn lên thì học ở Sài Gòn đâu có thời gian đâu mà bắt. Bây giờ nghe mấy đứa rủ là chạy qua đây bắt liền luôn. Ê kìa, cái máy đang cắt bên ruộng bên kia kìa anh Quang, qua đó bắt đi, chuột chịu lắm đó. Rồi, đi. Rồi rồi, cái máy cắt bên kia kìa, tới anh em ơi. Ở đây có mấy bạn nhỏ cũng đi bắt chuột giống mình nè các bạn. Rồi xuống đồng luôn em ơi. Anh Phong đi với em nè. Ok đi. Rồi có không? Đây, thường mấy hang này là có chuột nha các bạn. Rồi để đây đi chút xíu nữa bác. Đó, thường mấy cái máy nó sẽ đi theo một cái đường vậy đó. Thì chuột nó sẽ gom lại chút xíu nữa mới có nhiều, bây giờ chưa có đâu. Rồi đi thôi. Cái máy đang chạy qua tới đây rồi, bây giờ tụi mình sẽ chạy theo cái máy đi bắt nha các bạn. Chỉ cần chờ con chuột nó chạy lên cái bờ đê này là anh em bắt thôi. Ok. Đeo. Thùng đâu rồi? Cô Tí với Phong đi dính chuột rồi kìa. Ê, bỏ vô cái thùng đi. Nè, đem theo cái vỏ đựng chuột. Rồi, bỏ vô đi. Cầm dây này để buộc nè. Bỏ vô đi. Nè. Rồi. Đúng lại để nó chạy. Rồi, buộc dây lại. Đau quá. Ngon rồi. Rồi, hai nó hay thì các bạn. Tức là cái chiếc xe này nè, nó cắt tới đâu á là chuột nó sẽ quẳng sợ nó chạy ra ngoài tới đó. Khi đó là mình nhào mình bắt liền. Nhưng mà kiểu như mình tay không bắt cũng hơi sợ các bạn ơi. Rồi đi theo cái máy luôn Quy ơi. Đây, đưa vỏ sách để cầm cho cô Tí. Nè. Ừ. Cô Tí chỉ lo chụp con chuột thôi là được rồi. Chụp chuột phải chụp bằng hai tay. Cái máy nó tới đây á, là chuột nó sẽ sợ nó chạy lên cái bờ đê này nè các bạn. Đó, cái máy đang chạy lại đây nha các bạn. Thì chắc chắn là tới khúc này á, chuột nó sẽ chạy ra. Rồi chuẩn bị chụp nha Quy ơi. Ủa làm gì vậy? Đeo bao tay chứ làm gì? Người ta chuyên nghiệp người ta chụp tay không, còn mình nghiệp dư mình đeo tay chứ làm gì. Ok, cái kiểu này cho nó chắc. Của mình nghiệp dư mình không có chắc ăn các bạn ơi, chứ thôi nó cắn vô cái tay cái là chảy máu dữ lắm. Hồi đó mình bị chuột cắn hết lần rồi, nhức lắm các bạn ơi. Kìa, cô Tí với thằng Phong nó đang chạy theo cái máy kìa. Ủa, cô Tí với thằng Phong dính chuột nó hay gì kìa, con nó chụp kìa. Rồi theo tiếp nó Quy ơi. Chín rồi. Con thứ hai rồi. Nó dính chuột nữa rồi các bạn ơi. Mở ra. Mở cái bao ra. Mở bao ra, từ từ coi chừng con trong nó chạy á. Hai con. Nè. Mở cái gì chạy ơi. Đâu rồi? Trong đây nè. Đâu rồi? Đây nè. Nó chạy. Vẫn còn nè các bạn ơi, chưa có bị giọt. Nó chạy nè. Hai tay hai con luôn nè các bạn ơi. Rồi, chụm liền nha. Cái này hay quá. Đi bắt được mấy con chuột dễ dàng á là mình phải đi ra ngoài nắng, ra giữa đồng kiểu này bắt trong cái lúc mà người ta đang cắt lúa, vậy là hiệu quả nhất nha các bạn. Chứ còn kiểu như là đi đào lúc mà người ta cắt lúa xong rồi á là không còn nhiều nữa đâu. Chạy lên đầu luôn. Mệt quá các bạn. Đi bắt chuột cái này mệt quá. Dính rồi. Cầm máy ơi. Nó đẹp kiểu này. Dính rồi. Chết luôn chuột
đây các bạn ơi. Ủa chút kia xíu vậy, chút kia mà nhỏ. Bữa đưa lên coi, đưa lên coi. Rồi coi tiếp kìa, bỏ vô, bỏ vô. Ủa nó không bỏ vô bao, sách chạy đi luôn rồi. Cô tí để hay thiệt chứ, có không mấy em, có không? Mới chạy vào đó hả? Rồi mấy em bắt mới xảy con cái đây này các bạn ơi. Trong tim á là anh Phong là mạnh khỏe nhất trong nhóm luôn các bạn. Bữa nay anh chạy không lợi mình rồi. Tại vì bắt được ba con chuột là trong người nó cảm giác thật là ê mát kìa mấy. Tới ơi. Tôi đứng đợi máy tới các bạn ơi chứ chạy hết nổi rồi. Mỗi lần máy đi qua là bụi mịt mù luôn các bạn ơi, cái đó là gom gã cái xác của cây lúa khô á. Bây giờ còn đường này với lại một đường nữa là hết miếng ruộng nha các bạn. Đâu đâu kìa kìa, có không, có không, rồi mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Rồi không có rồi, chạy mất rồi. Rồi mấy chỗ này hay các bạn ơi, địa bạn nó mà nó nhảy xuống cái đã trốn liền à. Đâu 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 đâu. Rồi cô tí thấy con chuột hay gì các bạn ơi. Dẹt gom, dẹt gom. Không có rồi. Kìa kìa kìa, anh nó đang chạy rồi, dính rồi. Chưa. Rồi dính luôn rồi. Dính không, dính không anh ơi. Rồi chặt lắm rồi. Vậy là còn quên quẳng đâu đây nè. Ôi, đây nè. Một con hai ba bốn năm chục kiểu này. Đây đây cái đầu đang luôn ơi. Con chuột hơi dài luôn. Con chuột hơi dài. Chuột này chuột quá bự rồi. Được 4 con, đủ 4 anh em rồi. Cô tí chuột chuột dữ trời. Rồi. Còn hai hàng nữa. Không có được. Rồi vô, vô. Rồi. Hay quá. Rồi tiếp đi. Các bạn ơi, giờ người ta đang chở lúa về, còn mấy anh em mình vô nghỉ ngơi chút xíu rồi đào hang chuột nha. Rồi tổng kết lại, cô Tí bắt được mấy con? Em bắt được 4 con nè. Không. Em hả, cô Tí giành bắt hết rồi. Em bắt được con nào chưa á? Chứ tụi ông cũng có bắt được con nào đâu. Thì tại cánh đồng lúa này cũng không rộng lắm, nhưng mà giờ người ta sử dụng máy gặt đập liên hợp các bạn ơi. Đảo dài vòng là hết lúa à, cho nên giờ chưa bắt kịp con nào hết trơn nữa là ta về luôn rồi. Hết lúa luôn. Đó các bạn thấy không? Rồi giờ mấy anh em mình vô nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu đào hang chuột luôn. Chứ mới có 4 con à, chưa đủ ăn đâu. Đây. Rồi đi vô chỗ mát mát đi. Vô chỗ mát nghỉ ngơi. Bên đây nè, bên đây nè. Rồi đi anh em ơi. Okay. 5 minutes later. Mới ngồi nghỉ ngơi có 5 phút à. Nhìn qua anh kia khói mệt mù luôn kìa các bạn ơi. Tại vì sau khi cắt lúa xong á là người ta sẽ đốt đồng luôn. Kiểu như là đốt cho sạch hết mấy cái gốc gạ này nè, để mùa sau người ta xả lúa lại. Rồi tranh thủ đi bắt chuột đi, để thôi á bên kia đốt qua tới bên đây là nghỉ bắt luôn đó. Rồi thôi tranh thủ đi em ơi. Đây bên kia kìa, anh mới thấy bên kia có mấy cái hang kìa, nhanh okay. Qua đây. Rồi, cô Tí, đi bắt chuột mày. Rồi. Còn đào hang nữa. Bốn con chuột mệt chết, em ngủ xíu đi mấy anh em đi bắt đi. Mày làm miếng kìa anh em. Khiêng luôn. Đây 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 đây. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Làm biếng hả mày? Rồi đi. Kìa lấy mấy cái len kìa. Rồi ở bên đây nãy thằng Quy nó phát hiện có cái hang chuột nha các bạn. Chỗ nào vậy Quy? Đây ở trước mặt nè. Đâu đâu đâu? Đây đây, bờ đê này nè. Qua đây đào đi. Đây hả? Đây cỏ không à? Đây đây. Khi thấy có một cái hang mà ở trước miệng hang có mấy cục đất tròn tròn nhỏ nhỏ, đó chính là cái hang chuột nha các bạn. Thì trong lúc nó đào hang á là nó sẽ bỏ mấy cục đất đó ra ngoài.
ở trên có con cái nữa đây, kìa. Ở trên có cái hang nè. Ở đây nữa hả? Cục đống kìa luôn. Có nhiều vậy. Rồi đào đi. Đó đó, mấy cục đất này là ăn chuột nó đào ra này nha các bạn. Rồi rồi, đào đi. Đào đi Huy ơi. Rồi, hai bên luôn hả? Ừ. Nó không với nhau đó. Đào hết rồi. Đây nhóm hang này có chuột không anh em? Đó. Ở đây đào. Theo kinh nghiệm đào hang chuột của tụi mình đó nha các bạn, thì cái hang chuột nó sẽ thông với nhau. Bây giờ đào là đào hai hang, hoặc là đào một hang và đắp một đầu lại. Rồi cô Tế đào hang, quay đào hang đi. Thường thì hang chuột có nhiều ngách như mấy cái mê cung vậy đó, mình phải đào hết mấy cái ngách này mình mới bắt được đó. Có không cô Tế? Chưa có nên rồi, mấy cái hang này sâu quá à. Gán đào xíu nữa đi, gần tới nè. Để bắt được con chuột trong hang á thì mình có rất là nhiều cách nha các bạn. Cách đầu tiên là có thể xách nước đổ vô trong hang, con chuột nó ngợp sẽ chạy ra. Còn nếu như mà làm biến xách nước á thì mình có thể lấy mấy cái gốc gạ này nè, mình đốt ở trước miệng hang, khi đó khói nó bay vô hang, con chuột nó ngợp nó cũng chạy ra. Còn cái cách cuối cùng như tụi mình đang làm đây là đào hang chuột luôn, đào trực tiếp dễ cho nhanh. Có chưa cô Tí? Thấy chưa? Thấy chưa Huy? Tới hang cùng đó rồi. Tới hang cùng chưa? Đào tới nè, tới nè. Đào đi, đào đi. Ê kìa kìa kìa. Rồi. Lại lập công nữa. Hay quá. Bỏ vô. Mấy con nãy bỏ vô trong bao hả? Đúng rồi. Rồi đào tiếp đi. Tiếp rồi, còn con nào không? Con nào không? Bên hang em còn hay nè, nó chưa cùng mà. Bên hang cô Tí còn không? Kìa kìa kìa. Ê con chuột. Đâu. Đây đây. Chuột ơi. Đây rồi. Được con đó. Nữa nè các bạn. Con nữa, hai con. Rồi bỏ vô. Cái hang này còn không? À, hết rồi. Rồi, hai hang hai con rồi. Chắc hết rồi đó. Rồi hết đó. Kìa con hang rồi kìa. Rồi thôi lắp lại, lắp lại. Rồi đi chỗ khác đào. Đó. Hang này được hai con nha các bạn. Giờ đi kiếm thêm vài cái hang nữa mới được. Chủ yếu chuột nó làm hang ở trên bờ đê thôi, cho nên chịu khó dẹt dẹt cỏ ra là thấy à. Mà gặp mấy cái ruộng lúa chín nhiều là chuột nó còn nhiều dữ nữa. Do tụi nó tập trung lại để ăn lúa, bởi vậy bắt lên con nào con nấy là ú nu à. Đi bắt chuột ngoài đồng á là phải chịu khó đào hang vậy nè, cho nó nhanh với lại cũng vui nữa. Các bạn thấy vậy thôi chứ mình đào cả ngày chưa chắc gì hết cái chỗ này đâu. Nó rộng mà nhiều hang dữ lắm. Hồi nãy mình thấy có mấy em nhỏ với lại mấy nhóm nữa đi bắt, mà chắc cũng dính nhiều rồi cho nên người ta đi về hết. Giờ nguyên khu chỉ còn lại 4 đứa mình thôi đó. Vì do tụi mình không có chiên cho nên là bắt dính không có nhiều, chứ mấy người chiên á là đi bắt một ngày nhiều khi dính mấy chục ký luôn á. Có không cô Tí? Không có anh ơi. Để anh đào vài cái nữa rồi. Rồi hết cái hang luôn rồi. Vậy là cái hang này là hang tạm của con chuột rồi em ơi. Không chừng là hồi nãy mình bắt nó ngoài kia rồi á. Đối với mấy con chuột á, cái khu vực này giống như cái kho tàng ẩm thực với các bạn, cho nên là dòng họ nhà nó đào hang ở chỗ này nè để ăn hết cái ruộng lúa ở đây luôn. Kiếm coi ở đây còn hang nào nữa không Quy? Đây nãy thấy bên đây có mấy hang nữa này hả? Đâu? Trước mặt nè. Đây 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 đây. Cái này phải không? Ừ. Ê anh em, tôi thấy trước miệng hang có lúa với lại vỏ ốc nữa nè. Tại vì ngoài ăn lúa ra chuột nó còn ăn ốc nữa nha, cho nên chắc chắn trong này có chuột luôn nè. Anh Quang ơi, theo kinh nghiệm em bắt chuột lâu năm ha, khi mà con chuột nó bít miệng hang như gì nè là chắc chắn bên trong có chuột con á. Ủa vậy là có chuột con luôn hả? Ừ. Đúng rồi, nó bít miệng hang để nó bảo vệ con nó ở trong nè. Rồi sao nó đi ra? Nó đi đường khác. Ủa vậy hả? Rồi đào đi, đào đi. Đào đi. Chắc ăn phải bắt được. Tôi đào bên kia đi, anh đào bên này nha. Rồi, anh đào bên đó đi. Đây. Nhầm người ta đào cả nửa tiếng mới được con chuột á. Cực như vậy. Ờ, nãy anh em mình hên nó đào mới có chút xíu rồi được hai con rồi. Đây. Ơ cái tao gọi kìa, tao gọi kìa. Này lão gọi nó nè. Ăn luôn. Đây nè các bạn ơi, ở trong này nó có vỏ ốc nữa nè. Ờ ngách kìa, chỉ ngách cho các bạn coi. Đây thì thường thường mấy con chuột nó chui vô chui ra riết là mấy chỗ này nó bóng lưỡng luôn nha các bạn. Thì gan mày cung vậy đó. Rồi đào đi, đào đi. Hang sâu như vậy. Ừ. Đây. Mệt quá. Quy vô đào đi Quy ơi. Mới đào mấy cái mệt quá các bạn ơi. A few moments later. Ở mấy cánh đồng này nè, ngoài tụi mình ra còn có rất là nhiều nhóm bắt chuột nha các bạn. Tại vì chuột nhiều lắm bắt không có hết đâu. Đây, giờ phải mang cái bao tay vô trước một cái chút xíu chuột chạy ra là chụp liền, chứ không thôi nó cắn cái tay mình. Ê nó có kìa, có kìa, có kìa. Anh em chuẩn bị nha, tôi đang kẹp nó lại nè. Đâu đâu đâu. Lấy chụp liền nè. Rồi buông nghe, buông nghe, chuẩn bị bắt nghe. Đâu đâu đâu. Mới lú lú nè. Có không? Có. Bự ra bự đó. Cuối cùng cũng bánh dính con đầu tiên nha các bạn. Rồi rồi, đưa cái thùng bỏ vô. Đào tiếp có còn không cô Tí? Rồi, thêm được một con nữa nha các bạn. Bỏ vô thùng. Con đầu tiên trong ngày mình bắt được nha các bạn. Còn không cô Tí? Tí
Đào thêm coi. Ôi, con nữa lên quen ơi. Con nữa nè. Đâu đâu quen nè. Lấy cái đuôi nè các bạn ơi. Để lôi ra. Dạ anh bắt đi. Đây đây đây. Đó. Ê quăng ra ngoài, quăng ra ngoài luôn. Ê, chạy con. Quăng ngoài cho chập. Ôi, ôi chạy chạy. Rồi. Đây 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 nè, anh đang đè nó xuống nè. À, rồi được rồi nè, được rồi nè. Cái con chuột thứ hai trong ngày mà mình bắt được nha các bạn. Mình phải bắt ngay cái đầu vậy nè, chứ không thôi nó cắn mình á. Thì cái tội này nè, nó phá hại mùa màng dữ lắm, cho nên người nông dân rất là ghét. Mình phải bắt nó mới được. Ngoài cái việc phá hại mùa màng thì thịt của nó còn ăn rất là ngon nha các bạn. Ở miền Tây nó là đặc sản của một số tỉnh á, đặc biệt là ở Đồng Tháp của mình nè. Bây giờ nhiêu chuột đây cũng đủ rồi. Mấy anh em mình đi nướng ăn đi. Rồi, đem bỏ vô hùng đi. Quyết định nướng ở ngoài đồng này luôn đi, cho nó dân dã, khỏi cần đi vô nhà. Đây. Phong thì dọn chỗ với lại hốt rơm chút xíu nữa đốt rồi. Còn cô Tí thì mần chỗ rồi nha các bạn. Giờ mình với thằng Quy đi chặt tre đặng chút xíu nữa nướng chuột. Quá trời buổi chặt buổi nào quán? Buổi này nè, cái buổi này hôm trước mình với lại Phong chặt tre để làm nhà chòi nè các bạn. Rồi chặt đại đi. Hơn 10 năm rồi mới ăn được mấy chuột đồng tự tay bắt, tự tay nướng như này nè. Hồi xưa học ở Sài Gòn muốn ăn đâu có đâu, phải chạy về quê kiếm mới có ăn á. Đúng rồi. Tại vì nhiều người người ta thấy con chuột này người ta sợ dơ cho nên đâu có dám ăn. Thật sự thì mấy con chuột này rất là sạch nha các bạn. Tại vì nó ăn lúa ngoài đồng không à, chứ không phải như mấy con chuột ở ông cống nó dơ. Mấy con chuột này ở dưới quê mình gọi là chuột đồng nướng mồi. Tức là khi làm sạch con chuột xong rồi á, mình tủ gom để lên trên nướng, khi nào nó chín rồi á, cạo cái lớp da bên ngoài là ăn được rồi đó. Mình làm YouTube á thì cũng thường xuyên lên đọc comment, thấy cũng có nhiều bạn, nhiều anh chị yêu cầu mình thực hiện những cái clip dân dã về miền Tây. Nhưng mà cái thời điểm này để tìm được những cái bối cảnh giống như vậy á thì cũng rất là khó nha các bạn. Cũng may mắn là ngày hôm qua cô Tí nó báo là ở gần nhà có một cái ruộng sắp cắt lúa, cho nên là mình mới tới đây rồi ghi hình lại gửi đến cho các bạn xem được. Bây giờ tụi mình cũng chuẩn bị ăn uống cho nó xong rồi đi về thôi các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy clip này hay á, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Rồi thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye, bye.